Xin chào quý vị và các bạn. Với những hình ảnh mà các bạn đang xem, có lẽ là các bạn đã nhận ra điều mà Quốc Khởi muốn đề cập trong đoạn video này. Đúng vậy, đó là đội ghe ngò nhí và nhân vật chính, nhân vật chủ chốt của chúng ta chính là cậu bé ngồi mũi, cũng là vận động viên có thể nói là nhỏ nhất trong đội ghe. Nếu như ở phần 1, với hình ảnh mà Quốc Khởi ghi nhận tại giải đua ghe ngò huyện Long Phú, chúng ta thấy ló dạng vì chỉ huy của ghe ngò lúc này thì vẫn còn được mẹ ẵm trên tay, còn ở đây chúng ta thấy cậu bé này lớn hơn. Vị thủ lĩnh này, người ngồi mũi của ghe ngò đang được cả gia đình chăm chút trước khi bước vào buổi tập. Và chúng ta thấy có còi nè, nón nè, nón rất là đúng điệu. Đặc biệt nè, các bạn xem, đó là vị thủ lĩnh này có thẻ đeo, có luôn thẻ đeo trước khi bắt đầu ra sân tập luyện. Và như các bạn thấy, trước khi mà người thổi còi được bà của mình đưa ra sân thì các tay bơi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập. Với sự điều khiển của người nhỏ tuổi nhất nhưng sẽ quan trọng nhất. Và các bạn chú ý một chi tiết hết sức thú vị từ cậu bé áo trắng nhỏ nhắn nè. Chúng ta cùng xem chậm lại. Khi mà thủ lĩnh còn đang thổi còi thì cậu bé này giống như một vị thủ lĩnh thứ hai nhỏ hơn cùng xuất hiện với một động tác tay hết sức dứt khoát. Và ở phía sau thì một vận động viên nhí nữa đã cầm sẵn dầm trên tay sẵn sàng để mà thay người. Hồi lúc nó đam mê là nó học mẫu giáo, cái ông cậu nè ông thấy vậy cái ông nói thôi cho nó xuống chơi đi, quẹ thấy nó nhỏ quá đó, cái thấy cho nó xuống chơi cái em mua áo phao cho nó, sợ nó có bất chấp gì hở nó chìm ra chìm vậy đó, mình sợ. Rồi từ nó học tới lớp 1 thì nó nói mẹ cho con xuống đi với cậu luôn đi, cho con ngồi ngồi mũi đi, quẹ em cũng sợ thôi vậy, con đam mê thấy cho mày chơi vậy, rồi nó vừa em cũng cho chơi mà nó cũng ham học, em thấy em cũng vui. Bây giờ con kể cho chú biết rồi, con tham gia cái đội ghe ngò này lúc đó con đang học ở đâu, học lớp mấy? Mẫu giáo. Mẫu giáo là con đã tham gia cái đội này rồi. Và năm nay con học lớp mấy rồi? 2. Lớp 2. Con tham gia trên đội ghe là con ở vị trí nào? Đi ngồi mũi. Phải là cái vị trí đó con thích nhất không? Ngồi mũi đó. Con lúc mà tham gia là con đã thích ngồi mũi tới bây giờ luôn hả? À. Rồi ngồi mũi là làm gì nó? Ngồi không ha, mình làm gì? Ok. Rồi. Và như những gì nãy giờ các bạn đã thấy, với video thứ hai này thì chúng ta càng cảm nhận vì sao môn đua ghe ngò được xem như môn thể thao vua ở Sóc Trăng nói riêng và ở vùng sông nước Nam Bộ nói chung. Một cái phong trào được gây dựng qua nhiều thế hệ và giống như máu thịt. Chúng ta thấy những cậu bé rất là bé này mà đã đam mê môn thể thao cổ truyền như vậy. Từ nhân vật chính với cách điều khiển đội hình bằng còi đến cậu bé, chúng ta thấy chỉ mới lẩm đẩm biết đi thôi, nhưng mà tiến đến các vận động viên đang tập luyện và động tác tay thì rất là dứt khoát, giống như đang chỉ huy. Và bây giờ sau khi hoàn thành các bước khởi động trên bờ thì các vận động viên nhí của chúng ta đã di chuyển xuống ghe. Và ghe ngò của các cậu bé chính là chiếc thuyền rồng đã cũ. Chúng ta cùng xem một buổi tập luyện trên sông, sự nhịp nhàng trong tiếng còi của người chỉ huy cũng như là nhịp dầm của các vận động viên nhí này như thế nào nha các bạn. Nhà của các cậu bé này, đội ghe ngò nhí này thì ở gần ngôi chùa Tổ Quýt Thơ Mây, Trà Quýt Mới, và chúng ta thấy hình ảnh ngôi chính điện của chùa Trà Quýt Mới đang xây dựng.
Ở thời điểm mà Quốc Khởi ghi hình đội ghe ngò nhí này thì đội ghe ngò của chùa Trà Quýt mới lúc đó cũng đang tập luyện chuẩn bị cho một mùa giải. Bây giờ thì chúng ta cùng một lần nữa ngắm lại một buổi tập của đội ghe ngò nhí ở huyện Châu Thành. Xem những hình ảnh này thì càng cảm nhận vì sao đua ghe ngò được xem như môn thể thao vua ở Sóc Trăng nói riêng và vùng sông nước Nam Bộ nói chung. Một môn thể thao được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và ngay cả những cậu bé mới lẩm đẩm biết đi, mới vừa bước vào mẫu giáo hoặc tiểu học đã đam mê đến vậy. Nhịp nhàng trong từng mái dầm, trong từng tiếng còi, và cùng nhau đam mê với môn thể thao cổ truyền của dân tộc.